Thế kỷ 21 được mệnh danh là kỷ nguyên công nghệ. Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mọi thứ xung quanh chúng ta đều có sự hiện diện của công nghệ. Từ những tương tác trên điện thoại, máy tính đến những ứng dụng tiện ích game, giải trí. Để bắt kịp xu thế phát triển của xã hội, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đang đào tạo hai ngành học cụ thể: ngành công nghệ thông tin trình độ cao đẳng và ngành tin học ứng dụng trình độ trung cấp. Chắc hẳn nhiều bạn vẫn còn băn khoăn không biết hai ngành này sẽ học gì và học ở đâu. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên sẽ giúp những bạn có khát vọng theo đuổi công nghệ thông tin hiểu rõ hơn về hai ngành học này. Học ngành công nghệ thông tin và ngành tin học ứng dụng, học sinh sinh viên được trang bị đầy đủ các kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng nghề nghiệp như thiết kế đồ họa với phần mềm chuyên dụng, lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Internet, thiết kế web, cấu trúc dữ liệu, cấu trúc máy tính. Kỹ năng mềm cần thiết để phục vụ cho công việc trong tương lai. Khi tham gia theo học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, chương trình học với 70% thực hành giúp học sinh sinh viên dễ dàng nắm bắt các kiến thức chuyên ngành và có thể áp dụng ngay vào thực tế. Ngoài ra, học sinh sinh viên còn được thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp. Điều đó sẽ giúp cho các em làm quen với môi trường làm việc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Học sinh sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin và ngành tin học ứng dụng có thể làm việc trong các công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực phát triển, sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, trang thiết bị phần cứng, chuyên thiết kế, triển khai các giải pháp tích cực về phần cứng và phần mềm, thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN, quản trị hệ thống phần mềm, khai thác dịch vụ công nghệ thông tin và cả những vấn đề an ninh mạng như virus, hacker. Thậm chí, bạn có thể là một chuyên gia IT tự do, hình mẫu ngày càng được ưa thích, làm việc độc lập không phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan tổ chức nào, hoặc có thể cùng một số đồng nghiệp khác lập ra một nhóm hay một công ty của riêng mình. Nhà trường cam kết 100% học sinh sinh viên được đảm bảo giới thiệu việc làm sau khi ra trường. Hơn hết, các bạn được học tiếp lên đại học để nâng cao trình độ và bằng cấp ngay tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên với thời gian học tập phù hợp cho việc vừa học vừa làm. Nếu thích ngành công nghệ thông tin và ngành tin học ứng dụng, các bạn hãy nhanh tay đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên nhé!